Xin chào các bạn, mình là Bi đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về bốn món ăn của trại hè Tiki của mình. Đây, thứ nhất, trại hè công nghệ biệt đội siêu anh hùng thì nó từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019. Đây là thời gian nha. Đây là trại hè công nghệ City Bot. Robot gì đây nha. Đây mình sẽ học về những cái mạch điện, mình sẽ khiến làm một cái thành phố ảo và mình sẽ cho nó phát sáng lên. Đây là trại hè công nghệ công viên kỹ Zora từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Đây là trại hè công nghệ vệ binh dãy ngân hà từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Đây là bốn cái này. Tháng 6 thì mình đi chơi hết rồi thì mình sẽ bỏ cái này nha. Thế thì mình giới thiệu xong. Còn đây, ngày 1 tháng 7 lỡ như mà mình có đi chơi đâu đó thì với lại mình về mình mệt nữa thì mình sẽ bỏ này ra. Thì còn cái này, ngày 15 tháng 7 thì mình sẽ học được. Đây là chạy robot. Đây là xây dựng mạch điện với bút vẽ và vi mạch, thiết kế mô hình mạch điện với cái gì đó cũng không biết nữa. Kỹ năng thuyết trình thì mình sẽ làm một cái thành phố ảo thì mình sẽ cho nó phát sáng lên, nhưng mà mình chỉ học được cái level 1 thôi, chưa được một cái level nữa. Đây, hôm nay là mình sẽ học cái trại hè này, mình sẽ học bán trú luôn cả ngày và mình sẽ ăn ở trường Tiki luôn và mình sẽ mặc đồng phục của trường luôn. Đấy, mình sẽ học rất là nhiều, đúng 2 tuần. Còn đây là việc trại hè biệt đội siêu anh hùng. Đây là chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh thì mình chưa làm được, thiết kế nhân vật bối cảnh thì mình làm được, kỹ năng thuyết trình mình làm được rồi. Còn đây là lập trình robot Lego Medu 2.0 thì mình sẽ hình như là mình sẽ bắt một con robot rồi xong mình bắt đầu mình cho nó di chuyển. Đây kỹ năng thuyết trình thì mình sẽ làm cái nào, ba cái này cũng phải là mình cũng có kỹ năng thuyết trình thôi, mình về mình cũng phải học kỹ năng thuyết trình. Vì sao học kỹ năng thuyết trình con? Để mình thuyết trình những cái tác phẩm của mình học trong trại hè. Còn đây là trại hè công nghệ vệ binh dãy ngân hà, thời gian từ ngày 7 tháng 6 28 tháng 6. Đây mình sẽ dùng bút 3D thiết kế các mô hình, xây dựng ý tưởng sáng tạo. Kỹ năng thuyết trình thì mình sẽ dùng bút mô hình người ta làm một cái tháp đây này, cái tháp của bên nước Anh thì phải. Đây mình sẽ dụ tôi mình đã thấy một người ta làm đồ làm đủ rồi, người ta sẽ viết lên giấy, vẽ lên giấy rồi xong người ta cắt ra, ta xé ra rồi xong người ta dán vô, nếu như mà không đủ giờ thì mấy cái tiết học, nếu như mà mình không đủ giờ mình sẽ nhờ thầy cô dán giùm. Đấy, đây mấy bữa mình cũng đã xong level 1 của Tinker. Vậy thì mình đã làm được một cái game siêu hoàn hảo luôn, có tên là Quang Trung Đại Pháo Quân Thanh. Đây, bây giờ mình quyết định mình sẽ chọn cái này, con chạy hè công nghệ City Robot. Đây, cái tờ giấy này mình cũng rất là thích. Robot mình sẽ tạo cái phần mềm, sẽ cái sống ảo, nói chung là mình cũng chưa biết. Ok, bây giờ mình sẽ nói chi tiết về cái khóa học này cho các bạn nghe và các bạn nghe học viên tham gia được gì. Làm quen với trải nghiệm mô hình sản phẩm với Lens vi điều khiển và Arduino, từ đó thiết lập qua mô hình đèn tự động, thiết bị điều khiển từ xa, ngôi nhà thông minh, lập trình với
ứng dụng di động để điều khiển mạch thông minh kỹ năng. Đây là bài sẽ học cái thứ ba, mình sẽ học được kỹ năng cấp cứu thông qua các hoạt động ngoại khóa. Thì mình sẽ biết cái kỹ năng cấp cứu thông qua những cái hoạt động ngoại khóa, như là mình sẽ cấp cứu trong cái phần mềm của mình đó, mình cũng không biết rõ nữa. Câu số 4, phát triển toàn bộ diện bộ kỹ năng thế kỷ 21, 4CS, kỹ năng giao tiếp tư duy, logic, sáng tạo và kỹ năng hợp tác. Như cái này mình sẽ dùng diện bộ của kỹ năng thế kỷ 20, của kỹ năng thế kỷ 21, và mình sẽ dùng 4CS, và mình sẽ dùng hết các kỹ năng của thế kỷ 21 đó. Nói chung là vậy, mình cũng chưa học lắm về cái này nữa. Mình lần đầu tiên mình học cái chạy hè này mà. Đây. Tổng quan chương trình: bước vào thế giới điện tử theo cách trực quan, vui nhộm, dễ hiểu nhất. Tìm hiểu quy tắc điện tử giúp trẻ em làm quen với nguyên lý lập trình. Ứng dụng di động điều khiển máy móc trong thành phố tương lai của các bé sẽ là hệ thống giao thông tự động, khu phố thông minh tự sáng đèn, hệ thống rác thải bảo vệ môi trường, hệ thống nông nghiệp hiện đại, và hơn thế là điều khiển từ xa bằng ứng dụng di động cho các bé, tạo nên công dân của thành phố. Những robot thông minh được các bạn nhỏ lập trình luôn tuân thủ luật lệ giao thông. Các bạn nhỏ sẽ hóa thân làm chủ nhân công nghệ tương lai, mở đầu cho thế giới tự động hóa trong thời gian không xa. Thì mình sẽ lập trình một cái thế giới, một cái thành phố tự động cho có an toàn giao thông nè, robot biết đi nè đó, nói chung là vân vân và vân vân rất là nhiều về cái thành phố. Đây thông tin chi tiết số lượng tham gia: từ 16 đến 21 học sinh trên một lớp, là mình sẽ từ 16 đến 24 học sinh trên một lớp, thì rất là nhiều, chắc thầy mệt đó. Thời lượng học 10 ngày từ thứ hai đến thứ sáu, thì mình học 10 ngày từ thứ hai đến thứ sáu là liên tục 3 tuần, thứ bảy chủ nhật mình được nghỉ. Sản phẩm đầu ra: Paris cá nhân hoặc theo nhóm. Loại hình: bán trú, ăn trưa, hai bữa trưa chiều. Thì mình sẽ ăn bán trú hai bữa trưa chiều. Thì buổi sáng thì ba mẹ mình sẽ cho ăn rồi, thì mình đến trường mình khỏi cần trường khỏi còn cung cấp cho đồ ăn. Đến trưa thì mình trường sẽ cung cấp đồ ăn đó, và đến chiều thì mình sẽ ăn xế thôi, ăn nhẹ nhẹ thôi. Nói chung là đừng ăn may mắn của trường mình dở. Ok, thế là hết một cái chi tiết về cái môn học chạy hè City Robot. Và mẹ mình lại đăng ký cho mình cái chạy hè này, mình rất là hồi hộp và mình rất là vui khi được cái tham gia cái chạy hè City Robot tiếp đó. Thì nếu như ở hồi mình đi Trung Quốc thì mình đã thấy mình đi tàu điện ngầm đó, tàu điện siêu tốc á, thì mình sẽ bắt chước cái bên Trung Quốc, mình sẽ làm một cái tàu điện siêu tốc an toàn giao thông đó. Và bên cái tàu, bên cái nhà ga bên tàu điện siêu tốc bên Trung Quốc á, thì tất cả máy móc đều tự hoạt động, không có nhân viên kiểm soát vé gì luôn, nó máy móc mình tự check in, thì tàu điện chỉ có người lái rất là nhiều, vân vân và vân vân. Thì cái khúc vào thì cũng có một mở khúc vào ở đây, ở cái bên nhà ga Trung Quốc thì nó rất là mát mẻ. Và nếu như mà có rất là nhiều hành khách, thì nếu như mà ra thì có những cái chiếc bảo vệ đi ra thì mình cũng phải làm như thế. Đây, mình còn ở Hàn Quốc thì mình sẽ đi cái, thì bên cái tàu điện ngầm ở Hàn Quốc thì nó sẽ có những thứ như là mình chỉ cần đưa vé phát là vào đi vèo vèo từ ga từ la thành phố, đi các mọi đường ray mà thành phố Hàn Quốc đã làm đó, thì mình sẽ làm giống như vậy để mình được
thuyết chương thật là hay và được cái tác phẩm về mình sẽ làm những tác phẩm đó trong ngôi nhà của mình. Nếu như mình bước vào đèn sẽ tự mở, bước vào đèn sẽ tự tắt, rồi thì có một cái mình sẽ tự làm một cái tàu lửa đi quanh quanh vật của mình đó. Nói chung là ok giờ mình đã đang ở level 2 của bé làm game Tinker rồi, thì mình đã làm được một cái game câu đố, thì mình sẽ chỉnh sửa cái game câu đố là thành cương lịch sử, địa lý, toán, khoa, toán, tiếng Việt, thì mình sẽ thay đổi từng cái đó và mình sẽ copy lại cái phần mềm của mình đó, copy cái game của mình và mình sẽ cải tạo lại nó là thành lịch sử và ôn tập lịch sử địa lý cuối kỳ lớp 4, thì mình sẽ đăng tải cho mọi người và cho trên cái tin cơ cho mọi người sẽ ôn. Nếu như có ai trẻ em của người Việt thì họ sẽ ôn lại cái bài đó, và mình sẽ làm một cái game câu đố. Để mà đố là hay, mình sẽ chỉnh sửa lại nhân vật và mình sẽ chỉnh sửa lại cái màn hình lớp học mình không. Đây là một cái máy tính của mình, mẹ mình đã cho mình. Nếu như mà các bạn làm game bắt buộc các bạn phải có cái máy tính MacBook, là máy tính với các bạn dùng cái máy tính loại nào cũng được, nhưng mà mình sẽ dùng MacBook thì mình do mẹ mình làm xài 10 năm rồi, thì giờ mình sẽ xài 70 năm nữa cho hết kỳ. Mẹ mình xài 10 năm rồi, giờ mình xài 7 lại 10 năm. Giờ nó cũng nổi điên điên khùng khùng rồi, giống xe cũ rồi. Nó chập chờn, có khi nó chập chờn, có khi nó không chập chờn. Và tạm biệt cả bạn mình đi ngủ, lên buồn ngủ quá.